Các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là cáp chân sạc pin trên Hono 8, là cáp Type-C đang có mặt tại di động hóa cấp men như này, là cụm cáp nha. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cáp chân sạc trên Hono 8 không sạc được pin, sạc chập chờn hoặc lúc không, cần một địa chỉ thay mới chân sạc, sửa lỗi không nhận sạc pin trên Hono 8, vì các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Di động hóa cấp men có mọi loại linh kiện trên điện thoại Hono 8, phục vụ quá trình thay mới, sửa chữa với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động có cấp men hoặc liên hệ 024 66 750 99, chúng tôi tiến hành thay mới chân sạc quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.